Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với, với ngày hôm nay. À, nền kinh tế tài chính hiện tại đã chạm đáy hay chưa? Và liệu chúng ta có thể chờ đợi gì vào một cú ôn in trong năm 2024 khi mà 2024 đang được dự báo rằng là một năm mà thị trường sẽ không mấy suôn sẻ với nền kinh tế nói chung và các tài sản nó sẽ ở cái mức giá vô cùng là rẻ. Thì đây là câu hỏi mà mình thấy là các nhà đầu tư hiện tại đang rất là quan tâm, đặc biệt là chúng ta đã chuẩn bị kết thúc năm 2023. Và cũng rất là nhiều nhà đầu tư đã bị miss mất cái con sóng hồi crypto trong năm 2023 và họ cũng đang rất là chờ đợi 2024 có thể một lần nữa có cơ hội để lên thuyền. Thì tất cả những cái thông tin này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Uh, đầu tiên thì mình rất là hiểu tâm lý của mọi người, đặc biệt là những ai mà đang còn tiền tại thời điểm hiện tại uh, thì cũng khá là lo lắng và FOMO đúng không? Khi mà Bitcoin trong thời gian vừa rồi thì liên tục tăng, đa số mọi người ấy thì đều đã nối tiếc khi mà không mua đủ cái lượng Bitcoin trong năm tích lũy 2023. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là nếu mà chúng ta bỏ lại cái sự tiếc nuối đó, uh, Bitcoin cũng đã tăng lên một cái nền giá mới khá là cao. Uh, thì hiện tại uh, cái vùng mua nào sẽ là cái vùng mua đẹp? và khi nào thì cái vùng mua đó xuất hiện thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn, nhìn dưới góc độ là phân tích vĩ mô để từng cái điểm mua chi tiết. Đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định là để mà Bitcoin để quay trở lại cái mức giá tầm khoảng 20 hay hay là dưới 20.000 mình cho rằng là khá là khó. thậm chí chúng ta sẽ cần một cái thông tin phải nói là cực kỳ chấn động ví dụ như là nó phải tương đương với thông tin ví dụ như là Covid, năm 2019 thì mình mới cho rằng là nó có thể đưa được giá về ở cái vùng giá này vừa còn với cái thời điểm hiện tại thì mình cho rằng là bitcoin hoàn toàn nó có thể điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh tới chia khoảng 40 hoặc 50% phần trăm thì mình đánh giá là nó sẽ không cao và ở cái góc độ uh, vĩ mô thì khi mà mình có nghiên cứu ra một cái quy luật nó rất là hay và nó luôn đúng với mọi cuộc suy si thoái và mọi cuộc khủng hoảng trong vài thập kỷ trở đây uh, mình biết là các bạn đang cực kỳ quan tâm đến câu chuyện là phép tăng lãi suất khi nào mà phép ngừng tăng lãi suất thì nền kinh tế giá cả của hàng hóa chứng khoán hay kể cả là bitcoin sẽ có thể hồi phục đang là sự chung của rất nhiều các bạn đúng không ạ tuy nhiên thì quan điểm này mình cho rằng là hoàn toàn là chưa chính xác à, nếu mà các bạn chú ý trên màn hình ấy thì các bạn có thể thấy rằng là mình đã đánh dấu đỉnh của những cái đợt tăng lãi suất của fed trong vòng hai mươi năm trở lại đây à, cái mốc tăng hiện tại trên năm được coi là mốc ôn thăm hai trong suốt hơn một thập kỷ qua và có thể coi là cái mức lãi suất hiện tại cũng đang ở mức đỉnh và khó có thể tăng thêm được nữa tuy nhiên thì có một cái chi tiết cũng khá quan trọng mà các bạn ít nhận ra đó là sau khi mà lãi suất đạt đỉnh thì sẽ không bao giờ là sẽ giảm luôn mà thường là sẽ đi ngang, duy trì trong vài tháng, sau đó thì mới hạ nhiệt. Và chính cái quãng thời gian sideways với cái mức lãi suất cao như này sẽ khiến cho lạm phát được đẩy lùi nhưng mà cái giá phải trả sẽ là hàng loạt những doanh nghiệp cũng như là những công ty họ sẽ khó khăn và thậm chí là phá sản. Và như một cái hệ quả tất yếu thì các cái cuộc khủng hoảng từ bong bóng com năm 2000, khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 hay là mới đây nhất là đại vị Covid năm 2019 ấy, thì nó đều diễn ra ở bên kia sườn dốc của đà tăng lãi suất. Uh, nói một cách nôm na và dễ hiểu thì trong suốt năm 2023 rất nhiều người đã nói đến những câu chuyện suy si thoái khủng hoảng kinh tế nhưng mà điều này thực sự là theo mình là chưa xảy ra và theo quy luật ý, thì lãi suất phải đi ngang uh, tạo áp lực đủ lớn và thẩm thấu ăn sâu vào nền kinh tế thì các doanh nghiệp các công ty uh, mới không thể nào gồng gánh được thì khi đó khủng hoảng thực sự mới đến do đó thì một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra bây giờ đó là năm 2024 Fed sẽ duy trì mức uh, lãi suất trên 5% như thời điểm hiện tại và sẽ giảm dần hay là suy thoái nặng hơn và khủng hoảng sẽ diễn ra ở quan điểm này của mọi người như thế nào các bạn đang thiên về phương án nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận à, với bản thân mình thì ở một góc độ là một nhà đầu tư tài chính và cũng như Google buffet thì cũng đã từng chia sẻ ở mức độ cao nhất đó là điều tồi tệ nhất là khủng hoảng nổ ra thì đó sẽ luôn là một cơ hội vàng để các nhà đầu tư có thể mua vào các loại tài sản với mức giá rẻ À, trong thời gian gần đây thì nếu như các bạn nào mà có theo dõi những tin tức à, biết đến à, kể cả giá vàng trong nước hay giá vàng thế giới đều đã tăng rất là mạnh đúng không ạ Và đây được coi như là một trong những cái kim chỉ báo, à, một cái dấu hiệu à, không tốt cho nền kinh tế tài chính chung à, Tổng quan và giải thích một cách dễ hiểu nhất ý, thì ở đây mình so sánh cách chặt đô thị của giá vàng và chỉ số NP500 đại diện cho sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đúng không ạ Và có một cái điều hết sức rõ ràng đó là kể cả các cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, ví dụ năm 2008 chẳng hạn hay là cuộc khủng hoảng uh, gần đây nhất 2019 2020 thì cứ khi nào mà vàng tăng lên là nền kinh tế và các cái mã chứng khoán cũng như là cổ phiếu và hàng loạt những cái tài sản đầu cơ như là bitcoin được đặt trong trạng thái là báo động đỏ như ở trên đồ thị thì đã đánh dấu thì các bạn có thể thấy rằng là mỗi khi mà vàng tăng mạnh thì S&P 500 đều giảm điểm và đi sideways và điều này thì nó cũng tương đối là dễ hiểu khi mà vàng được coi là một trong những dạng tài sản lưu trữ giá trị chứ không phải là để đầu tư sinh lời mỗi khi mà vàng tăng mạnh tức là cái xu hướng của nhà đầu tư trên thị trường đang ưu tiên các dòng tài sản mang tính trú ẩn cao hay nói thẳng thắng hơn ấy, là nền kinh tế đang thực sự là không tốt à, những cái dạng tài sản đầu cơ không hề an toàn và thậm chí là các nhà đầu tư sẽ có cái tỷ lệ thua lỗ rất rất, rất lớn cá nhân là một nhà đầu tư thì cái dấu hiệu mà vàng tăng giá hay còn được ví như là một cái cánh chim báo bão là một trong những cái quy luật mà mình thấy là khá chính xác tuy nhiên ấy, thì để thành công trong cái trò chơi tài chính money game thì các bạn cũng thật sự là cần phải hiểu quy luật À, những lúc khó khăn hay những lúc nguy hiểm nhất chính là cơ hội vàng để chúng ta có thể buy-in và mua vào. Vấn đề là tâm lý cũng như là các bạn có tiền trong cái giai đoạn nền kinh tế khó khăn hay không. Chứ nếu mà chúng ta đầu tư ở trong giai đoạn này thì cái rủi ro mình đánh giá là khá là thấp và cái tỷ lệ nhận cũng sẽ rất là cao. OK và cái tín hiệu à, vĩ mô cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay sẽ tương đối nâng cao. À, đây là đầu tiên mình chia sẻ cho các bạn cái tín hiệu này và nó liên quan đến cái câu chuyện trái phiếu. Như các bạn có thể thấy là dư luận gần đây thì đang rất là xôn xao và niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu thì gần như đã mất hoàn toàn sau đại án của Trương Mỹ Lan cũng như là ngân hàng SCB đúng không ạ? À, đã này đã rút ruột tới hàng chục tỷ đô la và tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải phân biệt rõ ràng cái dạng gọi là trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ khi mà trái phiếu doanh nghiệp do những cái đơn vị tự phát hành ra thế nên là sẽ có tính rủi ro cao hơn còn trái phiếu chính phủ thì là một dạng tài sản tương đối an toàn như các bạn có thể thấy ở trên hình là chạc đô thị lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm đúng không ạ? Đường màu xanh chính là hiệu lãi suất của 10 năm trừ đi lãi suất của 2 năm. À, vì cái dữ liệu này khá nâng cao thế nên là mình sẽ giải thích nhanh cho các bạn. Có một cái quy luật nó cũng luôn đúng trong nhiều thập kỷ qua đó là mỗi khi mà cái đường màu xanh các bạn thấy được gọi là đường cong lãi suất rơi vào tình trạng đảo ngược, tức là cái đường màu xanh mang giá trị âm thì trong 2 năm sau đó chắc chắn nó sẽ có một cuộc suy thoái diễn ra. Và sở dĩ cái đường màu xanh này mang giá trị âm khi mà cái lãi suất trái phiếu 10 năm thấp hơn lãi 2 năm vì vậy thì hiệu của hai chỉ số này là âm là khá là logic đúng không ạ? Và các bạn hãy tưởng tượng là các bạn là một người đi gửi tiền ở ngân hàng thì mình chắc chắn là nếu mà các bạn uh, cam kết gửi ở trong ngân hàng 10 năm thì cái phần lãi suất tiết kiệm của bạn sẽ cao hơn so với việc là các bạn cam kết trong 2 năm đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái câu chuyện là lợi suất trái phiếu hiện tại ấy, nó đang khá là đi ngược lại khi mà tiền gửi 2 năm lại cao hơn so với cả tiền gửi 10 năm. Và điều này thì chứng tỏ rằng trái phiếu chính phủ đang là kênh thu hút dòng tiền rất lớn cũng như là tương tự như vàng và có cái tính trú ẩn khá là cao. Cả công ty thì có thể sập nhưng nhà nước chính phủ thì sẽ cái khả năng sập thì nó cũng sẽ khó hơn trong khủng hoảng đúng không ạ? Do đó thì cái thiên hướng dòng tiền được đổ vào trái phiếu như thời điểm hiện tại cũng được cho là một cái xu hướng đầu tư của rất nhiều người. Lần lớn nhất mà cái đường cong đảo chiều vào giữa năm 2022 và nếu đúng theo quy luật thì trong vòng 2 năm tức là 2024 đến cuối 2024 thì suy thoái khủng hoảng sẽ đến các bạn có thực sự là tin vào cái điều này không? Và nếu mà các bạn tin thì các bạn đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sinh thoái này rồi? Các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. À, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khoa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok, ở trong cái phần cuối cùng của ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục trả lời cho các bạn một câu hỏi mà mình tin là cũng rất nhiều bạn quan tâm. Uh, đấy là nếu mà tin xấu đến từ kinh tế và khủng hoảng xảy ra thì bitcoin nó có thể điều chỉnh được vượt vùng nào đúng không ạ? À, thì thực ra mà nói thì không ai có thể biết chắc được 100%, kể cả dưới nhiều góc độ khác nhau. À, tuy nhiên thì với và dưới góc độ là phân tích kỹ thuật, chẳng hạn thì các bạn thấy ở trên biểu đồ, ấy chúng ta xét những khung thời gian lớn như khung weekly thì chúng ta có thể tạm thấy rằng là uh, cái vùng 38 uh, và cái vùng 40 nghìn nếu mà chúng ta tạm gọi là vùng đỉnh đúng không ạ của 2023 thì cái vùng 26 đến 27 ngàn nó là sẽ là cái vùng của Fibo 0.5 và Fibo 0.618 cũng như là vùng demand zone khá là cứng. Và mặt khác thì khi mà giá điều chỉnh về vùng này thì nó cũng áp sát với đường MA 200. Đây là một trong những cái chỉ báo rất là quan trọng đối với cả chặt cổ thị của Bitcoin. Và nhìn chung lại thì với cái dư địa cũng như là tiềm năng tăng trưởng của Bitcoin trong dài hạn thì nếu mà các bạn làm nhà đầu tư dài hạn thì cái việc mà các bạn mua Bitcoin ở vùng giá vàng như mình vừa chia sẻ với các bạn hoặc là cao hơn một chút thì mình cho rằng là cũng không có cái vấn gì quá là đáng lo ngại. Các bạn hãy nhìn xa lên một chút thì mình cho rằng là Bitcoin sẽ không chỉ dừng lại ở 100 hay 120 ngàn mà rất có thể sẽ còn cao hơn nữa thì cái mức giá à, thậm chí là 37 hoặc 40 ngàn bây giờ cũng không phải mức giá quá cao đúng không ạ? Vì vậy thì mình nghĩ rằng là trong nếu mà các bạn đã miss cái cơ hội trong năm 2023 thì các bạn hãy cố gắng tận dụng tốt các cơ hội mà các bạn có thể kiếm được trong năm 2024. À, các bạn hãy làm tốt nhất có thể thì mình cho rằng là đến thời điểm uptrend thì các bạn sẽ không phải hối tiếc. Ờ à, đó tất cả những cái nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là cái sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, đừng quên like, share và comment bên dưới cho mình biết. Để chờ và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.